Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và channel fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Dragon City Quân Toriko để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ Quân Toriko News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Dragon City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại một sự kiện mà nói chung là tháng nào cũng được mong chờ các bạn ạ. Đó là hai sự kiện, một là Summon Happy Hour và hai là Empower Happy Hour. Thì cái khoảng thời gian này chúng ta ra sự kiện Summon trước nha các bạn. Vậy nên mình cũng sẽ là tham gia vào trong sự kiện này. Thì như các bạn đã biết là những lần trước mà mình tham gia vào trong sự kiện Summon thì thường mình sẽ Summon những chú rồng là gánh tem phải không các bạn. Nhưng nếu như mà chúng ta đã Summon xong hết những chú rồng gánh tem rồi, ví dụ như là Blood God dạng Vampire rồi cũng không có Summon thêm Kama, thì chúng ta sẽ chuyển sang Summon những chú rồng mà có giá trị về mặt lai đi. Đấy, thì khi đấy là mình sẽ lựa chọn những chú rồng có hệ ngoài không gian nha. Và tùy thuộc vào các bạn muốn gọi là công thức lai như thế nào thì các bạn sẽ chọn những chú rồng có cái hệ ngoài không gian phù hợp với việc đó nha các bạn. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể là đi qua khá là nhiều chú rồng ở trong đây các bạn ạ. Đầu tiên thì những chú rồng có hệ hoa nha. Đây, hệ hoa là hệ flower đấy các bạn ạ. Đấy, thì đây là một trong những chú rồng tiêu biểu mà ngày xưa là chú rồng hệ ngoài không gian đầu tiên mình có luôn các bạn ạ. Hoa và Magic. Đấy, còn đây là hoa và hệ tam giác là tấp giam này các bạn ạ. Và đây là hoa và Happy. Còn bên đây thì hoa và hệ linh hồn của rồng nha các bạn, hệ sâu đấy. Còn đây là hoa và hệ chaos, hỗn loạn nha các bạn. Đấy, thì chúng ta sẽ có là sự kết hợp của hệ đó với một hệ khác nha các bạn. Và ví dụ như là mình muốn xem những chú rồng của hệ Magic thì bấm vào trong Magic thì có những chú rồng này. Thì bên cạnh đó mình đã Summon cũng gọi là khá những chú rồng ngoài không gian rồi. Và đây thì vẫn còn nhiều chú rồng mà mình có thể là Summon nữa. Đây thì có chữ new có nghĩa là mình chưa có nha các bạn. Có thể là Summon những chú rồng có chữ new này. Đây là bên Chaos này các bạn. Đây là chú rồng Underworld thì mình đã Summon rồi nha. Chú rồng gọi là Red Row mình cũng đã Summon rồi. Đấy, còn mấy chú rồng trên đây thì mình chưa thôi. Rồi bên đây là Happy nha các bạn. Wow, chú rồng gọi là khinh khí cầu nè. Đấy, chú rồng có dâu. Không biết có phải là chú rồng hay là cô rồng có dâu nha. Đây, và chú rồng này với chú rồng này. Đấy, còn hệ Dream thì gồm 3 chú rồng này mình chưa có Summon này các bạn. Đây, hệ linh hồn của rồng. Thì nếu như mà ở trong tầm là chúng ta gọi là Summon ra thuần chủng thì chắc chỉ có là cấp độ C thôi. Vì cấp độ R thôi. Vì cấp độ C là không có nha các bạn. Đấy, cấp độ C chúng ta gọi là bấm vào hệ không gian là không có luôn nha. Còn cấp độ mà Veritas thì có lẽ là sẽ có nhưng mà thường thường là 3 hệ các bạn ạ. Đấy, trời ơi, có chú rồng này là có 2 hệ nè. Thường thường nha các bạn, đó, thường thường là 3 hệ. Còn một số là ngoại lệ. Đấy. Còn bên Epic thì chắc là không rồi. Epic thì chắc là không có rồi. Đấy, toàn là những rồng 4 hệ hay là nhiều hệ không phải các bạn, là 3 hệ thôi. Rồi ok, vậy thì tiêu điểm chính của video của chúng ta sẽ triệu hồi chú rồng có hệ ngoài không gian theo như kế hoạch like ở công thức mới. Đó là chú rồng cô dâu nha các bạn. Thì đối với lại việc mà mình Summon là cô rồng cô dâu đi thì chúng ta chỉ cần bù thêm là 8 Orb Joker R thôi. Nói chung là không có sự kiện Summon vẫn có thể là Summon được như bình thường. Nhưng mà để gọi là vào dịp có sự kiện Summon để cho nó ngựa các bạn ạ. Đấy, thì ban đầu á, là mình tính sẽ phân tách, nói chung là mình tính là trend một số mảnh của rồng cô dâu sang bên nick khác. Sau đó là mình sẽ đợi cái sự kiện Summon tiếp theo rồi trend về ra Summon tiếp. Nhưng mà sau thì mình thấy là ở bên nick chính của mình cũng có gọi là mảnh của chú rồng cô dâu rồi. Và cũng như là được 2 rồi. Nói chung là Summon thêm một nữa là sẽ được 2. Cho nên là mình sẽ không cần là phải gọi là trend mảnh mà mình sẽ Summon luôn lên các bạn. Còn về sau là mình sẽ sử dụng là nick chính của mình để trend mảnh qua rồi sẽ Summon thêm một lần nữa. Đấy, như thế thì chúng ta sẽ có thể là test cái công thức giữa hệ thời gian với lại hệ ngoài không gian, đó là hệ hoa và happy nha. Ok, summon thôi. Wow, trời ơi, sao mà nhìn thấy gọi là cô rồng cô dâu thì lại nhớ tới một bài hát các bạn ạ. Đó là bài hát Ngày Hôm Nay Em Cưới Rồi. Trời ơi, tại sao chúng ta không suy nghĩ tới cảnh chúng ta là chú rể mà lại suy nghĩ tới gọi là vì ngày hôm nay em cưới rồi. Là bình thường tác hại của việc là hay nghe bài buồn đấy các bạn ạ, chứ còn bài vui là phải là em kiểu là đi qua bao nhiêu tháng năm, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm đấy, rồi hoặc là người tuyệt vời nhất là em sáng ngày đấy, phải là như vậy các bạn. Chứ ai mà gọi đám cưới mà hát bài Ngày Hôm Nay Em Cưới Rồi chắc là không biết ra khỏi gọi là đám cưới, không biết là có hát được không nữa. Ok, mình sẽ gọi là thu hoạch thêm 2 quả trứng từ công thức gió nha. Và một điều mà chúng ta phải phân tích lại các bạn ạ, đó là việc mà cái cập nhật đến thì cái chuyện mà chúng ta gọi là xem quảng cáo 12 tiếng đấy các bạn, có nguy cơ là sẽ không còn nữa, hoặc là còn nhưng mà sẽ bị giới hạn. Đấy, thì cái việc này nó vô hình chung là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới việc là chúng ta live rồi. Nhưng mà để nói rõ hơn về cái vấn đề này á, thì có lẽ mình sẽ cần một cái video riêng để tập trung chúng ta phân tích luôn. Nói chung là vừa về cái nhiều cái ý kiến của nhiều bạn chúng ta tổng hợp lại, chứ cũng không có gọi là quá là thiên về một cái hướng nào đấy nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình có thể là like rồng ở trên đây rồi. Nếu như gọi là gặp vào 12 tiếng thì mình sẽ skip thôi. Trời ơi, gặp có gọi là 17 giây thôi. Ok, và mình sẽ tiếp tục là vào đây để mà coi nhiệm vụ các bạn đánh quest với lại là win language. Không biết là đã hồi xong chưa? Khả năng cao là chưa các bạn ạ. Chưa luôn. Này không được rồi, chưa là không có làm gì được luôn các bạn ạ. Thôi kệ đi, nói chung là được nhiêu hay bấy nhiêu nha. Rồi, mình sẽ gọi là tiếp tục cái công thức này để mình tranh thủ lúc mình đang còn skip 12 gọi là tiếng bình thường đấy. Đây là bình thường nha các bạn. Thì mình sẽ gọi là thử xem là mình tới được đâu luôn ấy. Recall nè. Oh, thì Cành sẽ gọi là nâng sao, nâng gọi là nâng cấp lên level 30 cho 2 chú rồng này. Rồi thì phân tách luôn các bạn ạ. Thì mình có một chú rồng là 4 sao, một chú rồng là 3 sao. Từ từ rồi cũng lên 5 sao thôi các bạn. Cứ tiếp tục với cái công thức này. Và thực sự thì nếu như mà không còn skip 12 tiếng thì mình cũng sẽ ráng để mà lên công thức này. Nhưng mà tại vì cái công thức mới của mình ý, mà kết hợp với hiện về không gian với lại là hệ thời gian, thì nếu mà không biết là nếu không có nó có gặp nhiều bất lợi không. Vì những cái công thức kia thì chắc cũng không có ra công thức dưới 12 tiếng đâu. Ok, mình sẽ gọi là xem lại cái công thức một tí xíu nha các bạn. Rồi, thời gian này, ngoài không gian lại hoa này. Đây là hoa với lại chaos nha các bạn. Thì chủ yếu là mình like chú rồng này thôi. Đây, chú rồng này. Và kết hợp với hệ hobby. Đấy, thì sẽ có thêm là chú rồng này. Đấy, thì có lẽ chúng ta sẽ chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta chỉ mở khóa ở cái gọi là mốc ban đầu. Đấy, để like hai chú rồng này thôi. Còn trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ mở khóa ở mốc thứ hai, like ra được 4 chú rồng, xem là tỷ lệ nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đấy. Rồi, ok, trên đây là đang gọi là like xong rồi nè. Mình sẽ thử xem là có ra thêm được trứng legend nào không. Khá đều nha. Ôi, ngon. Được luôn các bạn. Dạo này hên dữ, mới ra bên đây rồi. Tỷ lệ khá là đều các bạn, một bubble lát và một Farity. Không có chú rồng nào, hiện tại là không có chú rồng nào đang gọi là dẫn hơn từ cái đợt mà mình bắt đầu like lại nha. Còn đợt trước là chú rồng bubble black sẽ có gọi là tỷ lệ nhỉnh hơn nhiều đúng không? Đấy, bởi vậy nên mới có một chú rồng 4 sao, một chú rồng 3 sao là vậy. Rồi nếu vậy thì xong language có cơ hội chưa? Phải là 1 giờ 8 phút sau nữa. Uầy, muốn hết binh luôn ý. Thế thì chắc là mình sẽ gọi là vào trong Master of Master để mà đánh rồi. Cái gì đây? Sắp đánh luôn chứ. Còn suy nghĩ đắn đo phải không các bạn? Đánh được thì chúng ta cứ gọi là giao chiến đi nào. Wow, 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 339k máu luôn. Được đấy. Ok á, thì ra là có gắn 30% bơ và được búp cho môi trường. Thì ra là như vậy, cái gì vậy? Khoan, khoan, khoan. Ôi, Đau nha. Bình tĩnh lên bạn ơi. Anh bạn nha. Anh bạn nha. Hay lắm. Hãy trả giá đi nào. Đấy, anh bạn nha. Thấy sao thế nào? Ui, mình cũng kia rồi các bạn ạ. Và chắc không sao đâu ha. Chắc mình còn hồi sinh, đại hồi sinh thuật. Ố, chứ này cũng còn đại hồi sinh thuật mà. Thế thì chơi chiêu này đi. Đấy, bảo tồn sự sống. Wow. Chắc là hồi sinh giống rồng kia rồi chứ mà còn ai vào đây nữa. Ok, thì cứ hồi sinh đi. Ủa. Chú rồng bên kia không hồi sinh, chú rồng ở trong kia luôn hả? Chú rồng này rõ ràng là chú rồng hồi sinh mà. Lỗi rồi, lỗi kỹ thuật rồi các bạn ạ. Chú rồng này mình tưởng là phải được hồi sinh chứ. Tại sao thế nhỉ? Efficia. Cái đòn này bình thường. Ghê đó. Thế đã nếm thử đòn này chưa? Trời ơi, máu lên. Máu lên rất là nhiều các bạn ạ. Và thêm cái chiêu này nữa thì máu lên là bao nhiêu luôn. Ây da. Cuối cùng là để cho ai ăn đây mà. Những samurai một trảm nha các bạn. Khoảng tầm đâu đó là 12 đến 11k đạp. Wow. Tiếp tục là gặp hai Master Kama. Nhưng mà chưa phun tu vi đỉnh phong nhưng mình cũng không có quá là lo lắng. Ui trời ơi. Thế thì hấp huyết ha. Đỡ đi. Hấp huyết rồi nè. Bây giờ lại tiếp tục đấm nữa kìa. Thôi, lần này nghi nghi là bên kia sẽ. Đây này. Để chú rồng này vô chắc các bạn. Có gì lực kèo. Lực kèo, thì không có lực kèo á. Nhưng mình thì có. Rồi, chắc phát này là bên kia là block đây chứ mà. Đó, nãy giờ chưa block rồi là để dành phát cuối đấy. Nhưng mà vẫn mất hồi sinh. Ôi rồi ôi, thế thì block làm gì trời. Khoan. Máu bên kia còn nhiều không nhỉ? Cho Blood God ra đánh cho vui. Blood God. Bên kia không đỡ được rồi. Bên kia đỡ được thì may ra còn một đường sinh cơ nha các bạn. Ý khoan. Mình đánh chí mạng đi. Pay màu nè. Uầy 160k. Nhưng mà phải cho chú rồng gặp Blood God hồi sinh ngay đã. Khoan. Bên kia có chơi skill Assaturn nhỉ? Không. Hồi sinh. Ngon, nai sư rồi. Giờ thì đến đa anh hùng. Bên kia đâu có block được đâu không? 208k. Chốt luôn, không hồi sinh luôn. Gì ghê vậy? Không lẽ là skill đại đóng băng bơ hồi sinh của mình đã gọi là tái xuất giang hồ rồi? Ghê quá nhỏ. Cái gì đó nó khá là ghê gớm các bạn. Ủa khoan. Nếu mà đánh cái này thì cũng phải làm nhiệm vụ trong đây nữa chứ. Ừ đúng nhỉ. Đánh 3 trận đi. Cái trong đây cũng phải chờ tầm là 3 trận thôi mà. Thế mình sẽ tìm thêm một trận nó gắt tí xíu các bạn. Gắt đi rồi ôi. Đấy. Đánh này cũng được. Có lẽ là một đòn băng giá. Trời ơi. Nghĩ gì mà mới vô chơi skill đó luôn các bạn ạ. Ủa. Được đấy. Hàng băng trưởng. Thấy hàng băng trưởng mình là hạng chưa? Gì vậy? Đánh đâu vậy? Plus Eclipse. Đấy, nó phải là như vậy. Ui. Chưa chết các bạn, chưa chết. Thôi để cho Đan Hùng solo xem. Vô nè, 107. Bên kia vẫn đam được chúng ta như thường kìa. Tiếp đi anh bạn ơi. Tiếp được luôn ghê vậy. Tiếp được chiêu này không? Ui. Đánh không block rồi các bạn ạ. Gặp trong chiến trường đỉnh phong là như vậy là chúng ta bay màu từ khi nào rồi đó. Nè. Đấy. Rồi ok, nói chung là video này thì mình tận dụng sự kiện Summon để mà có tham gia. Và khi up chú rồng ra mình sẽ like cho các bạn xem nha. Rồi và để mình kiểm tra hình như là thanh like cũng bị mất. Nhưng mà chắc do mình chưa cập nhật nên chưa bị sao hết. Rồi và video của mình đến hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.